Wendelungen. Rechte? Rechte. Über Wendelungen. Từ đất nước Đan Mạch xa xôi, vợ chồng anh Eric, chị Hannah vì công việc đã tới và gắn bó với Việt Nam. Họ rất háo hức khi biết Việt Nam có một ngày Tết với những phong tục và nét đặc trưng rất riêng. Để có thể ngay lập tức hòa nhập với không khí Tết đang được đếm ngược từng giờ, việc đầu tiên họ làm là đọc, đọc thật nhiều. Chúng tôi đã đọc được là Tết truyền thống đã được tổ chức từ rất lâu rồi. Và ai cũng mong chờ, vì đây là dịp các thành viên trong gia đình, dù có đi xa nhưng vẫn luôn cố trở về đoàn tụ và cùng nhau chuẩn bị bữa ăn trong đêm giao thừa. Một việc không thể thiếu cho ngày Tết đó là đi chợ. Nhưng khái niệm đi chợ với vợ chồng anh Eric đã phải thay đổi gần như hoàn toàn khi tới đây, chợ Sapa. Một con gà còn sống khỏe mạnh thế này là điều không thể có tại siêu thị ở quê hương anh Eric. Hay lá dong cũng vậy. Chỉ riêng việc gọi sao cho đúng tên loại lá này cũng là việc rất khó với họ. Tiếp tục đi sâu vào khu chợ, tìm mua những nguyên liệu làm bánh chưng. Đôi vợ chồng Eric Hana như lạc vào mê cung của những thứ có thể họ đã được ăn nhưng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Thật sự ở Đan Mạch, tôi chưa từng đi chợ như thế này. Ở quê hương chúng tôi chẳng thể kiếm được nơi nào bán thịt, cá, rau giống ở đây cả. Tôi thấy chợ ở Việt Nam thực sự rất tuyệt vời. Ở Đan Mạch có thể có hệ thống bảo quản sẽ tốt hơn, nhưng họ lại không có những thứ hấp dẫn như thế này. Thế nên tôi không thể thấy những cảnh tượng này ở Đan Mạch. Trở về với ngôi nhà tại Việt Nam, khu du lịch Topaz tại xã Thanh Kim, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, anh Eric và chị Hana tiếp tục một trải nghiệm khác, một trải nghiệm đẹp, thiên nhiên và đậm chất Sapa, những nhánh đào rừng. Xuân đã về trên khắp núi rừng Sapa và trên cả những nhánh đào e ấp nở. Nó thực sự rất đẹp. Tôi được biết rằng loại hoa này đặc trưng cho Tết Việt Nam vì nó chỉ nở vào mùa xuân. Chúng tôi cũng đang rất mong đợi đến khoảnh khắc những bông hoa này nở. Lúc đó màu sắc sẽ bao phủ khắp nơi đây. Tại Đan Mạch chúng tôi không có loại hoa nào biểu trưng cho Tết vì đó là mùa đông, rất lạnh nên chúng tôi phải nhập khẩu hoa từ những nơi khác trên thế giới về. Buổi tối cũng là lúc bắt đầu công việc chuẩn bị cho bữa cơm tất niên đầu tiên của vợ chồng anh Eric tại Việt Nam. Bánh chưng là món ăn phải nhắc tới đầu tiên trong mâm cỗ Tết. Bánh chưng của người Tây có tên gọi là pẻng tóc. Về cơ bản, nguyên liệu cũng không có gì khác với bánh chưng truyền thống của dân tộc Việt Nam, nhưng bề ngoài lại hoàn toàn khác. Không gói vuông mà thuôn, dài. Những chiếc bánh được làm bởi đôi tay còn vụng về của chị Hana hay anh Eric. Có thể không đẹp đẽ, nuột nà, nhưng đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời với họ. Tự tay bóc từng miếng thịt, từng bát gạo nếp, đậu xanh, tự tay cầm lạt buộc chiếc bánh và nghe những câu chuyện về sự tích bánh chưng, bánh dày. Những người bạn xa xứ đang hòa mình vào cùng không khí Tết, đang rộn ràng trong sắc xanh của lá dong, của hương nếp non và của cả một nền văn hóa nghìn năm của người Việt. Tôi thật sự rất ấn tượng với văn hóa ẩm thực của người Việt, một sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt, gạo và cả rau xanh nữa. Vừa đủ chất dinh dưỡng lại đẹp mắt, nhưng quan trọng và ấn tượng nhất là không khí gia đình. Tôi được biết là ở Việt Nam mọi người sẽ cùng trở về nhà và chuẩn bị cho bữa ăn cuối năm này. Sau một ngày chuẩn bị, khoảnh khắc đáng nhớ nhất đã đến. Trên bếp lửa hồng, nồi bánh chưng như réo rắt mời gọi mọi người xích lại gần nhau hơn. Mọi khoảng cách về văn hóa, ngôn ngữ dường như bị xóa nhòa. Thay vào đó là nụ cười, sự gần gũi của những người lần đầu gặp nhau nhưng lại có duyên gắn bó trong cái tiết trời se lạnh khoảnh khắc giao thời.
Khung cảnh ấm cúng, ánh lửa hồng và những truyền thống lâu đời của các bạn, đây đúng là những điều mà tôi mong chờ. Là người dân địa phương, tôi rất tự hào khi được chia sẻ những phong tục và nét văn hóa của chúng tôi cho những người bạn sẽ gắn bó lâu dài với mảnh đất này. Nhiệt độ ở Sapa lúc này là dưới 10 độ C, nhưng với sự ấm cúng quanh nồi bánh chưng và mâm cơm giao thừa sẽ giúp vợ chồng anh Eric, những người bạn quốc tế đã quyết định gắn bó lâu dài với Việt Nam, phần nào nguôi ngoai đi nỗi nhớ quê hương và thay vào đó là một tình yêu mới, một tình yêu dành cho đất nước và con người Việt Nam. Xuân đã về, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong năm sắp tới. Khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của những người đã có một cái Tết trọn vẹn bên những người bạn mới. Điều thú vị trong đêm nay chính là câu tiếng Việt đầu tiên anh Eric nói hoàn chỉnh là chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thank you. Chúc mừng năm mới. Thank you. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.